Chào Hello, em chào anh Thơ Quang, chào cô chú anh chị đang theo dõi buổi live tối ngày hôm nay. Nước Mỹ hiện nay đó thì rất rõ ràng là người ta tuyên bố thẳng luôn, chứ người ta không giấu giếm cái chiến lược, cái gọi là cái có thể nói cái định hướng của người ta trong tương lai, đúng không ạ? Thì người ta nói rất là rõ là người ta xoay trục chuyển hướng về châu Á Thái Bình Dương. Thì về châu Á Thái Bình Dương hiện nay thì chúng ta nhìn đi nhìn lại thì rất rõ ràng, nếu mà nói về đối thủ của mà cạnh tranh lớn nhất kể và kinh tế, chính trị, quân sự đối với Mỹ thì chỉ có Trung Quốc, đúng không ạ? Trung Quốc Đúng rồi. là đối thủ có thể nói là cạnh tranh cái vị trí số 1 của Mỹ hiện nay. Thế thì muốn mà để mà kiềm chế được Trung Quốc thì rất rõ ràng là người ta lựa chọn Việt Nam, không phải tự dưng người ta lựa chọn. Nó có nhiều nguyên nhân trong đó mà chúng ta nghe, có thể là vì nguyên nhân lực lượng quân đội Việt Nam, đặc biệt là cái tinh thần yêu nước của người Việt Nam vân vân cả, nó rất là nhiều. Thế nhưng mà thứ hai nữa là có thể là chúng ta là chung đường biên giới vân vân cả. Nó rất rõ ràng, nó có nhiều lợi ích kể cả ở khu vực Biển Đông, nó liên quan đến Việt Nam chúng ta. Thì các cái đối tượng này đó, nó đúng không ạ, nó chủ trương của nó khi mà nó xoay trục về châu Á thì nếu mà nói vui thì chúng ta cũng có thể là vui, bởi vì nếu mà nó xoay trục về phát triển kinh tế thì khả năng là tốt thôi. Thế nhưng mà rất rõ ràng nếu cái chiêu trò của Mỹ thì không bao giờ nó chơi cái chiêu trò Hài nào lòng. là cho ai không cái gì cả, dứt khoát là nó phải có cái điều kiện lợi ích của nó trong đó, chứ làm gì có chuyện tự dưng nó mang sang nó cho mình cái gì đâu, không có. Thế thì khi mà như vậy thì chúng ta cũng có một cái điều mà chúng ta thấy rất là rõ, đó là nếu mà nâng tầm chiến lược thì trong đó nó hình như là nó có cả lĩnh vực quân sự thì phải, thì em không rõ lắm. Thế nhưng ít nhiều gì đó thì Mỹ người ta muốn muốn nâng tầm, không phải là đến bây giờ mà từ năm ngoái, năm 2022, cuối năm 2021 là em thấy bắt đầu là người ta lại lại cái tần suất người ta đặt vấn đề nó càng ngày nó càng nhiều lên, càng ngày càng nhiều lên. Và đặc biệt là cứ mỗi một lần đấy là các cháu nó sang nó đặt vấn đề đấy thì chúng ta lại bắt một vài thằng chống phá nhà nước cho nó vui đấy. Đấy em thấy nó cũng có nhiều cái nó trùng hợp thôi, nhưng không biết là thế nào, nhưng mà em để ý là cứ mỗi một lần các cháu nó sang nó đặt vấn đề, đặc biệt là cái vấn đề mà nâng tầm chiến lược hoặc là vấn đề dân chủ nhân quyền Rồi, đúng rồi. là chúng ta lại cứ phải tóm một vài thằng chống phá nhà nước vào đấy để thể hiện rõ Xích quan điểm chúng cổ ta đấy, xích cổ xích lại cổ vài con lại đấy. xích cổ vài con lại là Thế thì rất rõ ràng là lãnh đạo đảng nhà nước chúng ta cũng thể hiện rất rõ cái quan điểm đó là Việt Nam chúng ta không có chọn phe nào cả, chính sách 4-0 của sách trắng quốc phòng đã nói rất rõ vấn đề này rồi, thì chúng ta không hợp tác với bất kỳ một cái bên nào theo cái hướng là hợp tác với bên này để chống bên kia, mà chúng ta làm ăn đúng không ạ, hợp tác phát triển với tất cả các nước, chúng ta không có, kể cả là cái lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam chúng ta đi các nước chúng ta thấy mặc dù là sang các nơi đúng không ạ, cũng có những cái phe nổi dậy bên này bên kia, nhưng mà về cơ bản là cái lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam chúng ta sang bên đó chỉ làm vấn đề về nhân đạo, cho nên là các cái bộ phận phe phái ở bên các nước đó người ta cũng rất là tôn trọng các cái lực lượng của Việt Nam mình, và có nhiều cái thông tin đúng không ạ, những cái hình ảnh, những cái đoạn clip mà chia sẻ về những cái việc làm thì chúng ta thấy rất là rõ, đó là chúng ta thể hiện là chúng ta, và ngay kể cả trong trong cái nghị quyết của Đại hội Đảng đúng không ạ, nếu chúng ta thấy rất rõ là chúng ta sẽ là bạn, là đối tác tin cậy đấy, chứ chúng ta không có lựa chọn phe phái gì cả. Thế thì rất là rõ mục đích của Mỹ ngày hôm nay là muốn kéo Việt Nam chúng ta ở lại gần với Mỹ để thực hiện vấn đề chống Trung Quốc. Mà để chống Trung Quốc thì Mỹ người ta đã sử dụng rất nhiều các chiêu trò trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là người ta lợi dụng những thành phần cơ hội chính trị ở trong nước này, những thành bất mãn này đúng không ạ, những thành phần mà kém hiểu biết cũng có, đấy là gì, đó là hô hào chống Trung Quốc. Thế nhưng người ta lại không tìm hiểu ngược lại, đó là ngay bản thân Mỹ người ta còn chưa chống hoàn toàn đúng không ạ, mặc dù là chống Trung Quốc, người ta không muốn Trung Quốc phát triển để sánh ngang hoặc thậm chí vượt qua vị thế người ta, thế nhưng về lĩnh vực nào đó bắt buộc người ta vẫn phải hợp tác với Trung Quốc đấy. Ví dụ về lĩnh vực thương mại chẳng hạn, mặc dù là người ta đánh thuế qua đánh thuế lại rồi cuối cùng là dỡ bỏ qua lại vân vân, chung quy các kiểu thì người ta cũng là chiêu trò người ta thôi, người ta cảm thấy người ta ép không được thì người ta lại phải nới ra, rõ ràng là như vậy, bởi vì nó còn liên quan đến lợi ích của nước Mỹ, người ta không thể bỏ qua được. Thì đến ngay cả nước Mỹ người ta còn chưa chống Trung Quốc triệt để, ngay kể cả ở Mỹ bây giờ hàng hóa Trung Quốc còn đầy đúng không Đúng rồi. ạ, thậm chí với anh ba que xỏ lá suốt ngày lên mạng hô hào chống Trung Quốc còn đang sử dụng hàng Trung Quốc nữa này, huống chi là
Các anh giờ các anh đã đi xúi người dân Việt Nam đi, đi đi chống Trung Quốc, đó là một cái mà có thể nói là những người mà có tìm hiểu thôi, chứ em chưa nói có tư duy. Nói tư duy thì nó cao quá, như em chỉ từng có tìm hiểu một chút thôi thì cũng thấy được là gì, chả có cái thằng nào dạy như cái thằng nào như Ukraine, gọi là Ukraine tự dưng cái thằng hàng xóm nhà mình, người ta Việt Nam mình, các cụ đã bảo rồi, bác Phan Văn Giang bác cũng nói một câu tại hội nghị Shangri-La, bác nói rồi, đó là truyền thống cha ông chúng tôi, đó là gì, bán anh em xa mua láng giềng gần, lấy những cái điểm bất đồng để lấy điểm đồng để giải quyết những cái điểm bất đồng. Thế tự dưng mày có thằng hàng xóm nó ở gần lại đi nghe cái thằng, ví dụ như đơn giản thôi, cái thằng ở thành phố Hồ Chí Minh hai thằng sát nhà nhau lại nghe cái thằng tít ngoài Hà Nội đi đấm nhau, thằng hàng xóm bảo mày cứ đánh nó đi, tao vào tao cứu. Thế nó khi vào đến nơi bay được vào đến nơi có khi đi cấp cứu rồi, đúng không ạ? Thì ưu các em giờ cũng vậy thôi, nó cứ bơm tao đánh, đánh cật lực, đánh thoải mái, rồi cứ hết tiền thì gọi tao bơm cho một ít, hết vũ khí lại bảo tao lại bơm cho một ít, đúng không ạ? Thế thì nó vừa gì, nó vừa bán được vũ khí, bây giờ tất cả các nước kia bơm cho Ukraine thì trả lại phải mua lại vũ khí của Mỹ à, không mua ở đâu, đúng không ạ? Mà không mua đó thì mua ở trong nước thì cũng là phát triển cho các tập đoàn ở trong nước thôi, chứ nó cũng có mất đi đâu đâu. Nói tóm lại ấy, là cái kiểu đó là một cách để nó muốn cho người dân Việt Nam chúng ta chống Trung Quốc một cách triệt để, đó là một trong những cái bước đi của nó trong cái phản kháng phi bạo lực đấy, đúng không ạ? Rất rõ ràng như thế. Thế thì dĩ nhiên là em cũng chưa biết được, không dám dự đoán và không dám gọi là ngông cuồng mà phát biểu về cái góc độ mà tính toán của các bác lãnh đạo đảng nhà nước hay là các cái chuyên gia trong các lĩnh vực người ta tư vấn. Thế nhưng mà rất rõ ràng là đến thời điểm hiện nay là qua các lần gặp gỡ, đúng không ạ, lãnh đạo chúng ta đã trả lời rất rõ là trên tinh thần hai nước hợp tác phát triển cùng có lợi, trên tinh thần là tôn trọng gọi là độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau, đấy rất rõ ràng, chúng ta không có chống lại, rất rõ ràng. Em ủng hộ quan điểm như vậy, bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta đã theo phe này chống phe kia đó thì nói thế thôi, lúc này có lúc khác, nó tối lửa tắt đèn có nhau. Thế bây giờ anh theo một thằng xa anh chống đến khi nào nó giúp? Mà khi mà nó đưa quân sang nó giúp thì không khác gì Nhật Bản với Hàn Quốc ngày hôm nay, đúng không ạ? Nó đưa quân nó giúp và nó nói không cần phải Hàn Nhật Bản Hàn Quốc ngày hôm nay, chúng ta nói luôn Ngụy ngày xưa thôi. Đến khi mà nó cảm thấy lợi ích của nó không còn nữa thì nó rút quân, đúng không ạ? Đúng rồi. Nó rút quân thì ở lại các ông chỉ có gì lên thớt chạy đi đâu? Chả có dạy gì mà nó lại không mà nó lại đưa người sang hy sinh vô ích cho các ông cả. Giống như kiểu một số thành phần bây giờ nó gọi Mỹ là đi bảo vệ hòa bình thế giới, đi hòa bình bảo vệ hòa bình mà toàn mang bom đạn, nó thế mới lạ chứ này, nó rất rõ ràng. Thế nhưng có những người, đúng không ạ, có những người vẫn tin theo những cái chiêu trò đó. Thế nên là qua cái trao đổi ngày hôm nay ấy, thì chúng ta thấy rất là rõ là gì, không phải tự dưng mà lãnh đạo đảng nhà nước chúng ta qua các thời kỳ đã lựa chọn những con đường ngoại giao như vậy đâu, mà cũng không phải tự dưng như cá nhân em, cá nhân anh hay cô chú anh chị đang theo dõi cái buổi live này, hoặc thậm chí một số thằng nhá, suốt nó ngày nó chửi đồ độc Việt Nam, nhưng giờ có khi nó đang ngồi đớp đồ ăn ở Việt Nam đấy, đớp như hạt, đớp như hạt, đớp ăn chưa bao giờ được đớp đấy. Không phải tự dưng mà anh em chúng ta và kể cả những thành phần đấy nó được ngồi một cách yên bình giữa vỉa hè ở thành phố này tỉnh kia, nó ngồi nó thưởng thức những món ăn của Việt Nam đâu đấy, không phải tự dưng mà có cái môi trường hòa bình như thế này. Thế nên là cô chú anh chị, đúng không ạ, chúng ta nhìn đi thì chúng ta phải nhìn lại nha. Quan trọng là gì, lãnh đạo chúng ta lựa chọn con đường nào đi chăng nữa thì cũng vì cái lợi ích quốc gia dân tộc này, chứ không thể là vì một vài bộ phận hay một vài thành phần bố láo bố lô xà lắc xà lơ lên mạng nói trong vậy đồng bạn đâu. Và chúng ta cũng phải hiểu được cái giá trị hòa bình ấy, là nó là vô giá. Không có hòa bình thì chúng ta không có gì cả, không có tự do, không có dân chủ, không có nhân quyền, nói rõ như đấy. Đấy, ngày xưa nó cứ bảo là Pháp sang văn minh lắm, nó khai sáng cho người dân Việt Nam, thế mà 80% người dân Việt Nam mù chữ, đúng không ạ, chết đói chết khát, làm cu ly cho nó, nhà tù nó xây nhiều hơn trường học đấy, văn minh cho đấy. Thế nên ngày hôm nay chúng ta nói gì, chúng ta nói thế hệ trai chúng ta không phải tự dưng mà đổ xương đổ máu ra như vậy, đúng không ạ? Và chúng ta làm sao thì làm, khi thế hệ trai chúng ta đã đổ xương đổ máu như vậy thì chúng ta phải biết làm sao chúng ta gìn giữ. Bác Hồ nói rồi,
các vua Hùng đã có công dựng nước thì bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Mà giữ đúng thời rồi. Buổi hiện nay nó có nhiều cách để giữ, đúng không ạ? Chứ không phải là chúng ta lên mạng chúng ta chửi nhau cũng là giữ, không phải. Chúng ta nên chúng ta tranh luận, chúng ta trao đổi để làm sao cho mọi người có thêm thông tin, chúng ta so sánh để người ta nhận thấy được nhau. Ở đấy thuyết phục lẫn nhau. Đấy. Đúng không ạ? Không gian mạng này đấy là bác Giang bác cũng có nói một câu em thấy rất là hay. Đó là một lĩnh vực mới, đúng không ạ? Vừa sử dụng để xây dựng phát triển đất nước nhưng vừa sử dụng để đấu tranh chống lại các thế lực thù địch và các thành phần cơ hội khác, rất rõ ràng là như vậy. Thế nên là nó cũng cái gì nó cũng mang tính hai mặt cả, chứ không thể là chúng ta đòi cái gì nó cũng phải toàn diện 100% thì không có. Thế thì trong cái xã hội Việt Nam chúng ta hiện nay đã có một bộ phận nhỏ những cái thành phần mà nó dạng như kiểu nó bị ngáo, nó tự cho mình những quyền lực bất khả xâm phạm hoặc là cho quyền những là tự phán xét người này người kia thông qua những công dân mạng, nó cũng có, đúng không ạ? Thế nhưng nó không đáng kể, nó không đáng kể. Thế là thông qua cái, các cái cuộc trao đổi như này thì cá nhân em chỉ mong muốn là gì? À thôi thì anh em đã trao đổi với nhau để chúng ta tìm hiểu thêm, rồi từ đó mọi người có thể tự so sánh, tự đối chiếu, tự rút ra được những cái quan điểm của mình riêng cho mình. À cái chỗ này được hay chưa được, về chúng ta làm như vậy chúng ta được cái gì, chúng ta mất cái gì, và khi đó thì chúng ta nhận ra được ngay là như thế nào chúng ta làm cái gì nó đúng đắn, cái gì nó chưa đúng đắn. Bởi vì rất rõ ràng là chúng ta chỉ một hành động sai nhỏ, đúng không ạ, thì chúng ta bị nhắc nhở, mà gọi là lên một chút xíu nó có thể là bằng hình thức răn đe, đó là xử phạt vi phạm hành chính, còn nếu không nữa là gì, là sẽ bị xử theo các quy định của bộ luật hình sự, mà không được nữa, đúng không ạ, vẫn còn chấp mê bất ngộ nữa thì xin mời cứ xuất khẩu, riêng hàng này xuất khẩu đi đâu, chứ còn người dân Việt Nam mà những người mà nói thẳng là chúng ta nói yêu nước nó bao la rộng lớn quá, nhưng những người có tinh thần với quốc gia dân tộc này Việt Nam này thì ai người ta cũng mong muốn là gì, những cái thành phần đấy đi càng xa càng tốt, đúng không ạ, đi càng xa càng tốt, đi sang đấy để hưởng cái hào quang rực rỡ, để được hưởng cái an sinh xã hội nó miễn phí, đúng không ạ, chứ ở Việt Nam làm cái gì, tới cái sang đấy, cái sang đấy mà ở, đến như thằng Nguyễn Văn Đài ngày hôm nay bao nhiêu kênh nó lên nó vạch mặt, từ Facebook, YouTube rồi BBC tiếng Việt nó lên nó vạch mặt, nó đấy cái thành phần chơi chẽn, đúng không ạ, đi lừa đảo, đưa đảo đồng bào, nó lừa chán thì không hút rồi. Nhưng mà em nói thật là cái bọn này á, là cái bài học 563 nó cũng chưa rút ra được. Bởi sao? Bởi thằng Nguyễn Văn Đài nó lừa bọn này từ khi nó đang ở trong nước rồi, nó đúng lừa rồi. Trong nước rồi chứ không phải bây giờ nó mới lừa. Nó chẳng qua là gì, chẳng qua là u mê chấp mê bất ngộ, đúng không ạ, ôm lòng thù hận rồi là được các cái thế hệ trước ấy, suốt ngày ca ngợi tổ quốc danh dự trách nhiệm, tổ quốc danh dự trách nhiệm mẹ, nhưng mà mặc mỗi cái quần đùi chạy dọc thành phố Sài Gòn, giống như cái clip mà hỏi đi biểu tình vì mục tiêu mục đích gì không biết gì hết chứ. À đấy, không có mục đích gì cả, tức là chúng ta thấy rất là rõ. Cho nên là quan điểm của em thì em cũng chỉ chia sẻ cho quan điểm cá nhân thôi, góc nhìn nó cũng hạn hẹp chứ nó không được như các chuyên gia hay là các nhà nhận định hay là các tầm chiến lược đâu. Đấy, chỉ có các anh chị có những mối quan hệ lớn trên không gian mạng này thì tôi nhận xét cái góc độ chiến lược được, chứ còn em thì chỉ góc độ cá nhân nhìn nhận nó có thể nó hạn hẹp, nó nông cạn, nhưng mà rất rõ ràng là quan điểm của em là em ủng hộ trong cái vấn đề mà cái chính sách ngoại giao của Đảng Nhà nước, bởi vì rất rõ ràng là các bác luôn đặt lợi ích của quốc gia của dân tộc Việt Nam mà trong đó có em lên hàng đầu thì các bác mới làm như vậy, chứ còn nếu như không thì xin thưa là nghe theo mấy thành phần kia, theo Mỹ là lần lại 1963 lần hai, đúng không ạ, đối lại đu càng tụt quần lần hai, thế thôi, chứ không chả có gì cả, bởi vì mình đi sống dựa hơi người khác mà gọi là tầm gửi, thế là nó rút điện thoát là máy nghe xin thế là cá nổi lên bênh nhé. Đấy thôi thôi em kiểu có cái nội dung chia sẻ như vậy, cảm ơn anh và cô chú anh chị, chung còn thời gian không, chung còn thời gian không, ok anh. À, thì cũng có một cái chia sẻ với chung tí, giao lưu chung tí. Thứ nhất thì để vui tí, cái vụ mà cái clip biểu tình đó mình nghe thấy bất cười là gì, cái kiểu mà giống như là thôi biểu tình ở đâu cũng vậy, biểu tình ở đây mở hàng cảm ơn chung không còn không hỏi biểu tình gì cái gì, tại sao biểu tình nó đâu biết gì đâu, không biết gì hết trơn. Khả năng cái này phải hỏi Kiên Giang. Kiên Giang không biết có tham gia cái môn này chưa.
đúng không? Cái Giang chắc ngày xưa chắc cũng là cũng từng tham gia cái vụ này là họ đi biểu tình vì cái gì không biết vậy đó. Ừ, thôi bây giờ mày biểu tình bên kia cũng vậy, biểu tình đây mở hàng giùm tao một cái. À, đâu rồi không, nhưng mà em xin phép anh cơ quan em hỏi kia giác nữa. Hay là những cái vấn đề ví dụ như những thành phần bây giờ nó cứ lên mạng nó đòi hỏi an sinh xã hội Việt Nam đòi như Mỹ, bây giờ rất rõ ràng là Mỹ nó tự sản xuất ra tiền nó tự tiêu đúng không ạ, mà các rồi. Ông còn phải đóng thuế bục mặt ra được chưa, để nó lấy vào nó bù vào an sinh xã hội cho các ông chứ còn ở đâu nữa, để nó xây dựng cơ sở vật chất. Bây giờ các ông cái gì các ông đòi phát triển quyền lợi thì các ông muốn được hưởng, nhưng mà cái vấn đề là các ông bỏ vào tham gia cùng nhà nước thì các ông không chịu. Ví dụ như thuế đơn giản thôi, bây giờ các ông muốn đường cao tốc đúng không, rồi là muốn khu đô thị nó phải hoành tráng đấy, ví dụ như nhà nước rồi cái này nọ, thế nhưng mà bây giờ bản thân các ông thuế thì các ông chả đóng một xu, nhưng cái gì các ông đòi hỏi nó đến như ở Mỹ nhiều thành phần nó lên nó lừa bịp, nó bảo là ở Mỹ là bảo hiểm 100% người dân đi không có tiền, làm gì có cái vé không có tiền. Ngày xưa thì em tin đó, nhưng bây giờ gì cô chú anh chị ở bên các nước kể cả Mỹ người ta trao đổi rất là nhiều về vấn đề này, chứ không phải là không có những nơi là đóng thuế 40-50%, ví dụ như ở Việt Nam mình thế, cái vấn đề để thừa kế tài sản cũng vậy đúng không ạ. Bây giờ bố mẹ xây cái nhà xong không may qua đời để lại cho con, chuyện bình thường ở Việt Nam mình thấy bình thường chả sao, nhưng ví dụ tập đoàn Samsung vừa rồi Hàn Quốc đúng không, thuế 50% đấy, mày muốn giải quyết đi mày giải quyết đi. Đấy, cứ bỏ ra 50% thế thôi, nó nghiễm nhiên là các ông cày bục mặt cả đời mấy đời đúng không ạ, rồi nó bảo thuế nhà nước hết, thế nó lấy cái tiền đấy nó chi ra, chứ các ông nghĩ nhà nước người ta lấy tiền đâu người ta chi, nếu các ông phải tìm hiểu giống như kiểu các ông hộ gia đình thế, các ông phải đi làm thì các ông có tiền các ông mới chi được, thì nhà nước cũng vậy thôi. Chứ bây giờ nhà nước đúng không ạ, người ta tạo hành lang pháp lý, tạo cơ chế thị trường, tạo mối quan hệ rồi là này kia, gia nhập các tổ chức để làm sao cho các anh thuận tiện nhất, các anh tham gia, các anh phát triển kinh tế, rồi là môi trường hòa bình ổn định, chính trị lúc nào cũng đảm bảo đúng không, an ninh trật tự yên bình, các anh tự do phát triển, thì ngược lại thì đó là cái vai trò của nhà nước, là người ta đóng cái vai trò chung là như thế. Thế thì các anh làm thì ít nhất thì các anh sao các anh không tự nguyện, các anh lên các anh đăng ký cơ quan thuế là tôi đi đóng thuế đi đúng không ạ, này kia đi. Nhưng mà các anh chỉ nghĩ là cái lợi ích của mình thôi, còn ngoài ra các anh chả nghĩ đến, nhưng mà các anh cứ đòi hỏi rất rõ ràng là như vậy. Còn đã xác định tư nhân nhá, thì chả có ai người ta, bản thân các anh giờ các anh ra chợ các anh buôn bán thế thôi, các anh có nhập về 3.000 thì các anh phải bán 5.000, các anh còn lo chi phí gia đình này kia, có nghĩa là các anh phải có lãi, làm gì có chuyện các anh nhập 3.000 các anh bán 2.500, thế thì có thằng điên đúng không ạ. Chả ai người ta làm ăn như thế cả, nếu mà làm ăn như thế thì làm gì nó sinh ra Bill Gates cái này gì đấy đúng không ạ, Elon Musk cái thứ đúng không? Không có đâu. Cho nên cái mỗi một lĩnh vực thì nó cũng đòi hỏi nhiều yếu tố trong đó, thì chúng ta cũng cần tìm hiểu, cũng chia sẻ đúng không ạ, tìm hiểu chia sẻ. Dĩ nhiên là khi mà có các trường hợp mà cố ý thì chúng ta cũng phải phê phán, thậm chí là lên án hành vi đó. Và rất nhiều những người đúng không ạ, đã về đích sớm rồi, đó là gì, là đến các cửa trại giam để thi hành án đúng không, để trả giá cho những hành vi sai trái của mình, bất kể hành vi nào cũng thế thôi, các anh đã sai vi phạm pháp luật thì các anh phải chịu sự trừng phạt của pháp luật chứ không thể tránh khỏi được, dù anh có ở vị trí nào đi chăng nữa đấy. Thì rất rõ ràng là như vậy, cái đó là chúng ta cũng phải chia sẻ và đáng mừng, chứ không phải là bây giờ các anh chỉ biết cái lợi ích của mình mà các anh lại quên đi cái lợi ích của người khác. Giống như ở một số thành phần bảo ở Mỹ thích tự do, nói gì nói làm gì làm, mới chửi nhau nó kiện cho mẹ chạy cong đuôi đúng không ạ, không có chuyện đó đâu. Mình nói gì nói, kể cả là cái mức giá điện hôm vừa rồi em tìm hiểu như ở Nhật Bản hay có một số nước nó cũng chia ra các mức giá điện, anh đưa qua chứ không phải là nó cho ông dùng một cách tự do thoải mái mà giá như nhau đâu, không có đâu. Giống như cái thành phần mà me Nhật ấy lên phân tích cái 4 cái điều hòa bật 24/7 mà hết có 2 triệu tiền điện, bị anh em nó lên nó phân tích nó vả ra không thấy phản hồi nữa. Nói thôi mình cứ làm như kiểu là cứ cho rằng là người dân Việt Nam bây giờ người ta gáy lắm, người ta nói một cách chung chung với bọn đấy, nó cứ nghĩ là người Việt Nam mình ngu lắm không biết gì đúng không ạ, mị dân lên là thế này thế nọ. Nhiều khi ok các anh thích, các anh yêu, các anh thương, các anh quý, các anh me, đó là việc của các anh, nhưng mà các anh làm cái gì làm, các anh làm cho nó, các anh nói gì nói, nó phải thực tế, các anh chia sẻ nó phải thực tế thì người ta còn tôn trọng. Như các anh cứ lên các anh nói này nói kia
Đó là chưa kể một số nước, đúng không ạ? Nó đi, nó thôn tính thuộc địa hàng trăm năm, nó đi nó cướp, đúng không ạ? Cướp của thiên hạ về, nó làm, nó mới có ngày hôm nay, nó còn chưa cho không người dân, huống chi là đất nước chúng ta mới phát triển. Nó muốn phát triển thì nó phải có chung tay góp sức, chứ làm sao mà đòi hỏi mà tự dưng mà chúng ta có được. Nó là cái đó là cái rất dễ hiểu mà em thấy rất là lạ, rất là lạ. Đúng là như thế. Thì cái vấn đề này thì thực tế mà nói em chưa tìm hiểu sâu lắm, đấy, cũng chưa có thời gian. Chứ có thời gian thì cũng nghiên cứu sâu hơn một tí, có thể là đọc thêm một số ít tài liệu, rồi một số con số nó cụ thể chúng ta dẫn chứng ra cơ, thì nó rõ ràng hơn. Nhưng mà cũng không khó để mà, đó, cũng không khó để mà chúng ta tìm hiểu đâu. Chẳng qua là các anh, cô chú, anh chị có chịu khó tìm hiểu hay không thôi. Chứ còn bây giờ cứ lên trên mạng rồi cứ nghe người này nói, nghe người kia nói, có những cái mà chúng ta nhìn thấy đấy mà nó chưa chắc nó là như thế đâu. Huống chi là chúng ta chỉ nghe, mà chúng ta nghe hay không nghe, nghe với cái thằng chống phá. Mà cái thằng chống phá thì có đời nào nói tốt cho nhà nước mình không? Chả bao giờ cả. Với mục đích của nó là rõ ràng như thế mà. Thế tại sao mọi người không tìm hiểu cho nó kỹ đi, rồi chúng ta lúc đó chúng ta hãy phán xét. Nhưng mà chúng ta chưa tìm hiểu gì cả, chúng ta đã lên chúng ta phán xét. Giống như kiểu là mới đây này, cái clip mà chia sẻ về giá điện của ông gì đại biểu quốc hội ấy. Em vào em xem, em vào em xem 100 cái bình luận thì đến 99 cái là lên chửi nhà nước rồi. Nó rất là lạ. Đấy, rất là lạ. Đấy, khi mà chúng ta, hay là cái clip mới đây mà em xem thế rồi, nhiều cái vụ mà những cái đối tượng nó ngáo đá, nó bắt cóc con tin anh thưa qua, nó không phải bắt cóc mà nó dùng các cái dao hoặc các thứ nó khống chế con tin nó ngáo đá đấy. Mà. Đấy, xong bắt đầu nó lên nó mỉa mai, nó bảo cho rằng là tại sao lại phải sử dụng nhiều lực lượng cảnh sát như thế để thuyết phục nó nhiều giờ như vậy, mất thời gian, sao không bắn nó đi? Đấy, khi bắn nó thì lại bảo trời ơi, cái nhóm này nó là vậy, cái bản chất nó là thế, bây giờ chúng ta rất khó để thay đổi. Có là Mỹ thì nó là thực thi công lý, còn ở Việt Nam thì là hèn với giặc ác với dân. Đấy, từ từ đó chúng ta có thể hiểu hơn được cái bản chất của cái nhóm này, mà từ đó chúng ta cũng có thể hiểu ra mục đích chính của Mỹ sang Việt Nam nhiều đợt này để làm cái gì. Thế thôi, chứ còn nếu mà chúng ta nói theo như các anh nói đúng là để các anh quản lý nhà nước thì khả năng là tăng hoàng cả đất nước, đúng không ạ? Chưa gì các anh đã vội phán xét rồi, các anh cứ yên tâm là ở các cái bậc tầm cao đấy, người ta có những chuyên gia, đúng không ạ? Người ta nghiên cứu, người ta phát triển, người ta tính toán, người ta định hướng. Thế còn nếu một cái suy nghĩ một cách nông cạn để mà phán xét thì xin thưa ai cũng phải phán xét được, nhưng mà phán xét như thế nào, đúng không ạ? Không phải là bây giờ các anh lên các anh đọc báo xong phát các anh đã phán luôn cho người ta mấy năm tù, chưa biết đầu đuôi câu chuyện đầu cua tai nghèo như nào, cứ phán là mấy năm tù đã được tính, đúng không ạ? Như cái clip mới đây mà anh công an đánh ra, anh mua chuối cho bà cụ đấy. Việt Tân nó đăng lên, nó bảo là công an ra cướp của bà già lại chuối. Đến khi clip đăng đầy đủ lên, lúc Việt Tân nó đăng lên thì cả nhóm nhảy vào chửi. Xong đến khi clip đầy đủ lên, nó là gì? Nó là anh công an anh thấy bà cụ đi bán chuối, thế là thương bà thì mua cho bà lại chuối để bà về sớm. Thế là lúc đấy nó lại quay lại nó chửi bọn Việt Tân. Đấy, đấy là rất là lạ lùng. Có nghĩa là mọi thứ chúng ta đừng vội phán xét cái gì cả. Chúng ta tìm hiểu cho nó kỹ đi, tìm hiểu cho nó kỹ rồi chúng ta hãy đưa ra những cái quan điểm của mình. Chứ còn nếu mà người ta sai là sai với pháp luật. Pháp luật là cái gọi là quy chuẩn, quy tắc chung dành cho tất cả mọi người, và mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Người ta sai là sai với pháp luật, chứ không phải sai với bất kỳ cá nhân ai cả. Thế nên là chúng ta không có quyền để phán xét người ta đâu. Chúng ta có thể lên, chúng ta phê bình hoặc chúng ta đưa ra phân tích là cái hành động đó là đúng hay sai, thì nó là hợp lý, đó là vai trò của chúng ta. Chứ còn nếu chúng ta mà phán xét, chúng ta ấn định cho người ta thì sinh ra tòa án để làm gì, đúng không ạ? Rồi các anh lên các anh phân tích vụ án này vụ án kia, trong khi các anh chả được cầm hồ sơ của cái vụ án đó, cũng chả biết là nó khai cái gì, mà các anh cũng ra các anh phán, các anh làm thay luôn cả cơ quan điều tra rồi, đúng không ạ? Rồi chưa gì các anh đã định cho người ta là không từ mấy đến mấy năm tù, giống kiểu vai trò của vị cảnh sát vậy. Rồi các anh đóng búa, nhưng tóm lại là bây giờ nhiều thành phần là, một số thành phần là như vậy, đấy, rất là vội vàng. Thế thành ra là đó cũng là một trong những cái cơ sở để cho các cái đối tượng chống phá nó lợi dụng vào đó để nó chống phá đất nước, là nó tuyên truyền những cái nó không đúng sự thực mà các anh đã tiếp thu rồi, các anh đi truyền tải cho nó, là các anh trở thành công cụ của nó, tay sai của nó, đúng không ạ? Và đến khi mà các anh bị xử lý, khi lên làm việc, người ta phân tích, người ta đối chiếu các quy định của pháp luật ra,
thì lúc đấy các anh nhận ra có khi nó đã sai lầm quá lớn rồi, các anh không có con đường để quay trở lại. Thế nên là chúng ta làm sao làm không gian mạng này, nói thế thôi nó cũng là con dao hai lưỡi, có những cái mà chúng ta biết đấy đúng không, nhưng mà chúng ta không có bằng chứng thì chúng ta không làm gì được. Kể cả ở nước Mỹ cũng thế thôi, các anh muốn tố cáo người ta các anh đòi hỏi người ta cung cấp bằng chứng chứ, không thể là tự dưng anh lên anh tố cáo người này chửi người tôi nhưng mà lại chả thế nào để mà chứng cứ cả, không có ai làm chứng, cũng không có cái clip hay là ghi âm hay là ghi hình nào để chứng minh hành động đó của người ta là hành hung hay là chửi bới nhà anh, thì lấy cơ sở gì để người ta kết tội mà các anh đã vội vàng các anh lên các anh kết tội cho người khác đúng không ạ? Đấy rất rõ ràng như vậy. Ở đây có một ý kiến của anh Tự Do Dân Chủ, trước khi em xuống em chỉ hỏi một câu thôi, anh lấy cơ sở nào anh bảo người ta không làm được? Anh làm được thì anh làm đi, anh xưng tên anh làm đi, anh thử làm đi, anh làm một lĩnh vực nào đó anh làm đi rồi anh chứng minh người ta thấy, cũng giống như mấy thành phần mà bảo thế này thế nọ đấy, phải đi sang bên kia để tìm thế giới tự do đấy, tìm được thế giới tự do rồi đúng không, văn minh rồi, đa nguyên chính trị đa đảng đối lập mà vẫn ăn mày ngoài đường đấy, giống thành Bolero hả? Nói thế thôi nhé, anh đừng có nghĩ nó dễ như thế ai chẳng làm được. Anh mà nói ghét rồi, Bill Gates nó làm gì nó giàu hơn anh. Họ ra làm gì, đang làm thuê cho Đài Loan đi mổ thịt heo. Cái thằng mổ thịt heo á, thằng làm thuê là làm nô lệ cho Đài Loan mà đi cứ đi phán cái rồi cái tầm quốc gia không mới chịu. Mà bố nó thiệt tình nó mấy rồi. Nói tới thiệt tình chán thiệt. Họ ra làm gì? Ôi làm nô lệ cho Đài Loan. Mà Đài Loan nha chung chứ phải tàu à. Làm cho Đài Loan không làm cho tàu đúng không? Làm nô lệ cho Đài Loan chứ không làm nô lệ cho tàu đâu. Giống kiểu người ta có lòng tự trọng cho nó. Người ta có lòng tự trọng cho nó. Giống như kiểu Formosa là của tàu chứ không phải của Đài Loan. Lạ đời. Thế nhưng mà khi bảo hỏi Đài Loan có phải tàu không? Không phải. Không phải. Không phải. Đài Loan là phá dân. Đài Loan không phải tàu nhưng mà Formosa của Đài Loan nhưng mà lại thành của tàu. Mẹ không biết thằng Đài Loan nó bán được tàu từ khi nào không biết. Công ty này là thường là có những người đưa ra những quan điểm là không làm được thì xuống đi để cho người khác làm. Thế người nào? Bảo... Người nào làm? Anh làm hay ai làm? Mà tới cơ sở nó anh bảo người ta không làm được. Có khả năng bây giờ anh bảo người ta đi làm thịt heo giống như anh ấy, thì người ta không làm được. Đúng nhưng rồi. Mà bảo... xuống đi để cho nó làm. Xuống đi nha, để cho anh làm. Ok, cái đó công nhận. Chứ còn anh chưa gì anh đã phải phán xét, nếu anh giỏi thế anh sang Đài Loan anh thay mẹ Thái Văn Anh rồi nha. Làm gì có chuyện mà anh còn ngồi anh lên mạng anh phát biểu là thế này thế nọ, rồi tự do dân chủ, sang Đài Loan có tự do dân chủ đã giàu chưa, đã mua được nhà bên Đài Loan chưa, khai thật đi, đã lấy được con vợ nào chưa, mẹ ông khéo sang Đài Loan làm mẹ bục mặt gửi tiền về bên này thì vợ đi mẹ theo thằng khác, giờ cứ ngồi phát biểu lung tung. Ôi, em cảm ơn anh cho qua nha. Cảm ơn cô chú anh chị. Cũng muộn đó rồi. Ok, cảm ơn chung rất nhiều. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đó. Này, thành phần này. Biết ai tham nhũng gửi đơn tố cáo đi bạn ơi. Mày ngồi lên mạng nó đéo rồi. Bây giờ nói thật với bạn này, bạn biết ai tham nhũng bạn đi tố cáo đi nhá. Đừng có nói từ trên sang dưới, mẹ Mỹ nó đang tham nhũng đầy kìa. Đài Loan có không? Mẹ tôi lên tôi search Google tôi gửi cho này, nếu mà có thì mẹ cái thể chế Đài Loan nó cũng tham nhũng từ trên xuống dưới à, thế nhà nước Đài Loan nó xui mấy thằng tham nhũng từ trên xuống dưới à, có nhà nước nào dạy cho những người đó tham nhũng không hả? Nó tầm bậy tầm bạ, thế không lẽ bây giờ cứ một người tham nhũng anh đổ cho cả thể chế, thế bây giờ ở Mỹ nó tham nhũng thì cả cái nước Mỹ, chính phủ Mỹ nó tham nhũng à, nước Mỹ nó xúi cho những người đó tham nhũng à, đúng không? Nói thì nói nó có chứng cứ vào. Đừng có mẹ chân tay to mẹ mồ hôi dầu ăn nói láo thế, không ai ta nghe đâu nhé. Nói chuyện với thằng mổ heo này rồi phải chán chết, chẳng có okay, một tí giá trị đâu. Vui thế, không có tí giá trị. Em chào anh với cô chú anh chị nha, không có thời gian đâu mà tiếp đó. Ok, cảm ơn Trung và cảm ơn mọi người rất là nhiều, xin tạm biệt mọi người và xin hẹn.